Đầu tới khu bệnh viện Cù Lao Minh nha cả nhà. Tụi mình chạy qua khúc rồi. Mình quay chạy qua khúc bệnh viện Cù Lao Minh rồi, mình giờ mình đi tiếp luôn nha cả nhà. Rồi xuất phát tiếp cả nhà ơi. Để coi mình đi đâu nha cả nhà. Cả nhà cứ còn mình để coi theo dõi mình đi đâu ha. Công ty xuất khẩu bến tre, nhà máy chế biến dừa cả nhà. Đây mình đi dừa cả nhà. Đầu dừa này đi đâu mình không biết luôn. Không biết được lên đó luôn, không biết đi đâu luôn. Để coi cái bản đồ cả nhà, nó có cái bản đồ thị trấn Mỏ Cày thẳng thành phố Bến Tre đó. Xuống Mỏ Cày thì mình đi thẳng luôn, còn xuống Mỏ Cày thì mình đi thẳng luôn ha. Đúng một cài thì sẽ thẳng dưới, còn qua thành phố Bến Tre đó, bản đồ cả nhà, mình coi tấm bản đồ luôn, ha. Thì tấm Mỏ Cày, giờ đi Mỏ Cày nha cả nhà. Điện áp, tạm thời điện của Mỏ Cày cả nhà. Đây Mỏ Cày, đây về Mỏ Cày Nam rồi cả nhà. Hồi nãy là cái khu tại là còn Mỏ Cày Bắc, giờ tới khu này là Mỏ Cày Nam rồi cả nhà. Giờ mình đi từ Mỏ Cày thấy đây cả nhà, nhà văn hóa thể thao xã hội. Chiều mình có ấy rồi, nhiều quá, mình đi xa xa chút thôi cả nhà. Xong rồi đi đâu mình không biết luôn cả nhà, quá là đẹp chạy luôn. Lâu lâu mình xuống tới đây đó mọi cả nhà.
về được nha. Đây giờ mình biết đi đâu luôn. À, biết luôn cả nhà. Ấp Phú Quế đã một cài nam để để mình kiếm vào đầu nào ấy chứ trong nhà người ta mình không dám chỉa cam mình vô cả nhà, chỉa máy bay mình vô cái gì công ấy mà là ấy cả nhà đó. Chuyện về cái tư của ta đó cả nhà. À, bên thề Tà Vinh. À, đó đi Tà Vinh cầu Ông Đình, tới cầu Ông Đình cả nhà. Nó bay đuổi tay mình cả nhà. Cầu Mỏ Cày cả nhà. Cầu Mỏ Cày cả nhà. Để coi cái món đồ của mình đi đâu. Quá là được, giờ mình không biết được đi nữa nha. Đây mình xuống tới Mỏ Cày quá. Xe buýt ta chạy quốc lộ 60. Lâu quá mình đi rồi. Khúc ơi cả nhà. Một mảnh thế giới cả nhà. Xuyên lục địa à. Giờ vào tái xuất lại xuyên lục địa cả nhà. Đấy chắc xuyên lục địa bữa. Ở đây Mỏ Cày nam bên kia à.
Mới đậu dưới đây không sao mà. Đó. Nằm đi xe một cửa luôn. Họ hết biết được về chứ đâu. Nằm đi xe một cửa nữa nha. Rồi là xong phú rồi đây nha. Nằm đi xe một cửa ăn bữa cả nhà. Quá tài xe tiếp xuất phát nha cả nhà. Giờ đi xuống Ba Giác cả nhà. Con tài lắc ghê. Chạy con tài lắc giả mang. Ơi. Xe té luôn. Rồi xuất phát tiếp. Trời ơi cái gì kỹ đó. Số 1 chưa kịp vô, số 2 nó lỡ dịch. Để mình đây giữa tắc lớn sầu riêng nữa nha. Ai rồi lâu lâu mình lia vô chạy người tay nó lia vô với tay mà phải không được. Mình hết ba cái chuyện đó rồi mình sẽ công chiếu cái đường mình đi vậy cả nhà. Nay mình đi lại mình review mấy cái đường cho cả nhà biết. Đây xuống tới giờ ấp Trà Khánh này cả nhà. Ủa bánh tè luôn cả nhà. Đường này cái đường này á cả nhà thì xuống cái đường này thì mình chạy thẳng dưới á, chạy thẳng dưới là xuống chợ Măng Ta. Măng Ta mình hồi đó là cũng giờ vẫn còn chiếc phà luôn. Qua Tà Vinh đồ cũng được, Vĩnh Long cũng được. Đó. Mình đi đường này cũng được. Đi về Vĩnh Long. Vĩnh Long thì Tà Vinh đổi cả nhà. Là đi đường này qua phà cũng được. Đó. Rồi thôi mình đi xuống đây nha cả nhà. Đây bữa nào mình có phía mà ấy thì mình đi
hết thảy Thảo Nguyên luôn. Giờ mình đi vòng xuống về Bà Giác cả nhà. Ở đây á một về địa chỉ ấp Gia Khánh Hưng Khánh Tung Mỏ Cày Bắc của Bến Tre cả nhà. Đó là đây ấp, còn đây về Gia Khánh đây cả nhà. Hồi nãy là tên đã là xã Hưng Khánh Tung A thì Mỏ Cày Bắc đã cũng xã Hưng Khánh Tung A luôn mà, nhưng nó về ấp Cai Tắc cả nhà. Còn về xuống đây là lọt xuống đây là ấp Gia Khánh này cả nhà. Lọt xuống đây là giờ ấp Gia Khánh này cả nhà. Ở đây là ta là ruộng không à, giờ ta lên dưới vườn trồng cây hết. Đây nè có cái bộ bình. Đó, không có bình bự. Mình không xuống Bà Giác luôn cả nhà. Mình lẹo xuống đây thử cả nhà. Thì đi đường này thử cả nhà. Đây là ngã ba cái tâm mấy cả nhà. Nghe chưa? Giờ là ngã ba cái tâm á cả nhà. Luôn.
lượng vô thuộc xã xã Tân Thịnh Tây á cả nhà. Mình không có đi đó, mình đi thẳng luôn cả nhà. Đi quay giáp chồng cho cả nhà mình thấy. Phương tiện lực cũng giờ anh ta mới làm cả nhà. Nam mình đi cứ mỗi cày phương về giờ phương tiện lực mỗi cày cả nhà. Tại đây mình không có mà mình bấm trên cái logo gì á, là đây mình đi thấy luôn chứ mình không có chơi, mình không bấm lên logo là mình đi đâu vậy đó. Đó lâu lắm rồi, từ đó giờ đây mình xuất phát rồi đi xa nha nha, để mình quay quay cái video mình hay thì cả nhà thấy video mình có hay, cả nhà cho mình một lượt like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh để mình có động lực mình đi quay phong cảnh cho cả nhà mình xem ha. Khi cái máy mình nó có chế độ lắc, nó có lắc ha, thì nó có lắc ha, cả nhà cũng thông cảm cho mình vì mình chạy chạy có một tay rồi cả nhà, mình không có kèm được cái hai tay á, rồi mình nên nói cái máy mình nó hơi rung hơi lắc, bên nhà cũng có thông cảm mình nha. Rồi, tại cái đường này mình cũng mới đi giờ mà để mình có gì á mình đọc cái địa chỉ ở đâu vậy đó cả nhà, mình đọc cái địa chỉ ở đâu vậy đó, là tên cái bản đồ của cái nhà người ta hoặc là bản đồ để mình đi đó cả nhà. Đó rồi, có gì mình đọc lại cho cả nhà mình nghe không. Ở Tân Thịnh Tây à, cái tay phải của mình á thì mình cầm cái đầu lái rồi đâu có mà mình dễ vô được. Tới ngã ba rồi nha, tao ta chạy ra ôi đường nhỏ lắm, mình đi là lớn tức đi cả nhà. Ở nhà thấy video mình có hay, ở nhà cho mình một like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha cả nhà, để mình có động lực á, mình đi quay phong cảnh và clip hay cho cả nhà mình chiêm ngưỡng để tham quan về phong cảnh cả nhà. Đây cầu cũng hai chiều mà mình chưa biết cầu gì đây, để mình coi cái bản đồ của cái cầu này mới biết được cả nhà ha. Rồi không thấy bản đồ luôn, rồi bản đồ qua luôn cả nhà. Cầu dùng keo mình đi xuống tới cầu dòng keo này cả nhà, cầu dòng keo quá cả nhà. Nay mình đi quay cho cả nhà mình xem ha, mình đi xuống tới cầu dòng keo rồi.
sông cũng mấy. Đây, thôn quê cũng sống rất hữu tình cả nhà. Nhà đồ đông đúc lắm. Tại vì mình vừa chạy á cả nhà. Mình vừa chạy mình vừa quay nó không có mà đẹp để im cho cả nhà mình ấy đó cả nhà. Nên nó cũng hơi lắc. Cả nhà mình cũng thông cảm cho mình nha. Đây xuống tới dòng keo cả nhà. Đây mình lọt xuống qua dòng keo rồi. Mỏ cày nam 8 cây nữa. Đây là mình xuống tới mỏ cày nam á, là 8 cây nữa cả nhà. Mình ở tỉnh mỏ cày bắc, còn lọt về cái khu này á cả nhà là mỏ cày nam. Đây cũng còn mỏ cày bắc hết à. Đi xa xa mà. Tại mình không có gần địa chỉ cả nhà. Nên cả nhà có gì thông cảm cho mình. Ấp Tân Mỹ. Đây huyện mỏ cày bắc. Ở đây cũng còn mỏ cày bắc ta. Mỏ cày bắc. Mình đi quay cảnh xa cho cái nhà mình ngắm ha. Rồi mình coi cái bản đồ mình mới biết được ở đâu vậy cả nhà. Rồi mình ấy mới nói ra được như vậy á. Chứ mình mỏ cày nam 7 cây. Mỏ cày nam còn 7 cây nữa cả nhà. Mình đi đường cây nữa cả nhà. Hồi nãy 8 cây giờ đi đường cây đó. Là xuống tới mỏ cày nam còn 7 cây nữa. Cả nhà quá thì xài ta bự. Đó ngoài nó mỏi tay quá, kẹp cái tông này, kẹp tông này nó dẫn đi xe nó lắc cả nhà. Nên có gì à, cả nhà cũng thông cảm cho mình. Cả nhà mình
thấy video mình hay, cả nhà cho mình một like, share và đăng ký kênh để mình có động lực để ra những video hay. Cả nhà xem ha. Vừa cả nhà ơi. Đây cũng còn một cái bắt ta. Mình đây cũng một cái bắt mà. Đi chơi vậy cho biết điểm dừng nữa cả nhà. Nên cả nhà cứ xem nè. Còn tới đâu cho cả nhà biết vậy đó. Đường cây nữa cả nhà, còn 6 cây nữa là tới Mỏ Cày Nam cả nhà. Quay ngoài lộ như nhà chứ không có đi được xa cho cái nhà mình xem cái nhà mình thông cảm. Để mình đi bay vòng vòng xa xa cho cái nhà mình xem vậy. Mình mình quay cho cả nhà mình xem rồi đâu đâu vậy đó. Mình hồi nãy mình tính xuống Ba Giác mà mình không có xuống Ba Giác cả nhà. Mình đi cái đường này thẳng với thành phố luôn á cả nhà. Nên mình giờ mình đi dừa cũng lớn quá nè nha. Đây khu này là tại dừa hộp cả nhà, dừa hộp khô á. Đó, là xuống về cái khu này là toàn là tới khu ta dừa hết rồi không? Đó. Bởi xuống Bến Tre mình giờ toàn là giờ là dừa nhiều hơn ấy cả nhà. Nên mình lâu
qua mình đi mình quay cho cả nhà cũng theo không chị? Đi cả nhà, xe bự quá, đúng, container cả nhà, mình nay đi cái đường người ta chạy không thể thấy cả nhà. Ta làm trong nhà ta có tiếng ồn á, ở nhà của ba cho cũng cảm cho mình nha. Chó cực quá. Số luôn nha, tùm lum hết. Nay mình làm mình đi xa lắm rồi, ấp Tân Đức B, xã Tân Bình, quận Đài Bắc. Mình đang tính là Chợ Lách. Xa lắm rồi, mà giờ mới đào đâu luôn. Đây mình xuống gần tới cầu Mỏ Cày cả nhà, cầu cả Mỏ Cày Bắc cả nhà, Nam cả nhà, Mỏ Cày Nam chứ lộn, nó lộn hoài. Đó, còn mình ơi, chà bá luôn nha. Bởi mình đi về mình chạy được một tay cả nhà, chứ mình không có mà chạy hai tay chạy hai xe mình. Bởi nên cái cây quay mình nó hơi lắc. Họ mày là bự ghê. Quá. Giờ không có con đường mình lập qua mình không có biết được đó cả nhà, nên mình thấy con đồ thì mình đọc cho cả nhà mình coi vậy á. Mỗi cây Nam ba cây đó cả nhà,
cây làm ba cây đó. Đi xuống một cây nam còn mấy cây nữa là chúng ta một cây nam cả nhà. Cho chú qua tới coi. Đây em biết món cà làm cho mình cũng chua gạch nè. Đúng rồi. Đây 13 cái cầu này thử coi cả nhà. Coi đường này đi đâu như cả nhà. Cầu Kinh Ngang. Rồi, chúng tới ngay bà, chúng tới Kinh Ngang rồi cả nhà. Mới nữa cả nhà, mới từ đó đi đâu mình không biết cả nhà. Mình mới đi mình cũng không rành đâu cả nhà. Trời ơi, nó mỏi cái tay. Cả nhà thấy video anh có hay, cả nhà cho mình một nút like, một đăng ký nha cả nhà ơi. Đường nó ra cộng cộng mới làm ở cái nhà đứng trên đường luôn làm đường lộn qua lại khu này bệnh viện đa khoa Cù Lao Minh, khu vực Cù Lao Minh. Đây về khu vực của Cù Lao Minh này cả nhà ơi. Chạy thấy giờ mình đã biết đi đâu luôn rồi. Rồi mình cái này mình quay nhiều clip giờ mình đấy